Rồi lại đây bạn ơi. Cái máy này còn đang hoạt động không? Tiết kiệm hay quá ha. Mình chơi bắt bằng ngao, mình chỉ bắt được những con nhỏ thôi hả bạn? Okay. Cho mình xem hàng. Ướt cái ống quỳ xuống. Này là cỡ nhiều. Để xuống rồi. Sao nhiều con nó quéo nó cứng đơ cây cơ hết rồi. Mấy con nó phơi nắng rồi á, nãy quên em quên bẻ mấy cái cây vô. Dạ. Bỏ cây vô cho nó sống. Bỏ mấy cây. Cái này sống nó không được cái mấy con cây. À vậy. À vậy hả mấy con vợ chết chết vớt lên này giùm coi. Rồi lấy mấy con chết về nhà ăn đi. Còn mấy con sống bán anh.